Ngày 19 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC đã công bố thông tin lịch trình ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại quận 7 TP.HCM. Bệnh nhân là nữ, 34 tuổi, ngụ phường Tân Kiển, quận 7 TP.HCM. Làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte tại 36 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Đang làm công ty đối tác là công ty Ralph 129 Baxter, phường 6, quận 3. Qua khai thác điều tra dịch tễ, HCDC cho biết tại nơi ở, bệnh nhân không quen biết và không tiếp xúc với các phòng xung quanh. Từ tháng 2 đến nay, bệnh nhân và nhóm đồng nghiệp gồm 7 người đang làm dự án phần mềm kế toán cho công ty Ralph. Tại công ty, bệnh nhân có tiếp xúc gần với 56 người, gồm đội dự án, nhân viên FPT, đội phần mềm, nhân viên cùng lầu 1, nhân viên lao công lầu 1. Ngày 24 tháng 4, bệnh nhân từ TP.HCM ra sân bay Cát Bi, Hải Phòng trên chuyến bay VN1180, chỉ nhớ chuyến bay buổi sáng, không nhớ rõ giờ. Đến sân bay Cát Bi, bệnh nhân gọi Grab ra bến xe Cầu Rào để bắt xe buýt Thịnh Hưng về nhà mẹ tại khu tập thể 5 tầng, ngõ 75 Lý Thánh Tông, Văn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng. Ngày 1 tháng 5, bệnh nhân đi xe buýt Thịnh Hưng qua nhà em ở thôn 2, Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng ở 2 ngày. Ngày 3 tháng 5, bệnh nhân về nhà mẹ. Ngày 5 tháng 5 về lại TP.HCM trên chuyến bay VN1179 lúc 16:30. Khoảng 19 giờ bệnh nhân bắt Grab từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Ngày 6 đến ngày 7 tháng 5, bệnh nhân đi làm tại công ty Ground, sau đó về nhà. Khoảng 1 đến 2 giờ sáng ngày 8 tháng 5, bệnh nhân sốt 38,5 độ C, không uống thuốc. Đến sáng có bạn ở tòa nhà QA Home 643/16 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 26, quận Bình Thạnh đưa thuốc cho bệnh nhân ở dưới nhà, không lên phòng. 9 giờ ngày 9 tháng 5, bệnh nhân nhờ bạn chở đi làm tóc tại Tenny Vũ, chi nhánh quận 7, A2 đường D4, khu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, có mang khẩu trang, lúc gội đầu và rửa mặt thì không đeo khẩu trang. Ngày 10 tháng 5, bệnh nhân nghỉ ở nhà, không đi làm. Ngày 11 đến 14 tháng 5, bệnh nhân đi làm tại công ty Ralph. Ngày 11 tháng 5, sau khi làm xong khoảng 18 giờ, bệnh nhân đi làm tóc tại Tenny Vũ, chi nhánh quận 1, 76 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1, mang khẩu trang trong suốt quá trình làm tóc. Ngày 14 tháng 5, sau khi làm xong khoảng 18 giờ, bệnh nhân ghé nhà sách Nguyễn Huệ, quận 1 để mua sách rồi về nhà. Ngày 15 tháng 5, bệnh nhân ở nhà cả ngày. 13 giờ ngày 16 tháng 5, bệnh nhân nhờ bạn chở đi xem nhà tại chung cư Em Quan có gặp một người. Ngày 17 đến 18 tháng 5, bệnh nhân đi làm tại công ty Ralph. Sáng 18 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại công ty do tiếp xúc gần với bệnh nhân 4514 và được chở về khu cách ly tập trung quận 7. Lúc 18 giờ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế TP.HCM đang tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách tiếp xúc và phối hợp các quận, huyện và tỉnh, thành phố liên quan để xác minh lấy mẫu xét nghiệm.